Thưa quý vị, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp tại trường theo từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 thí điểm cho học sinh lớp 9 và lớp 12 học trực tiếp và tùy vào kết quả thí điểm của giai đoạn này mà xem xét quyết định phương án cho học sinh các khối khác đến trường ở giai đoạn sau, mà cụ thể là sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Liên quan đến nội dung này, phóng viên thời sự BRT đã có cuộc phỏng vấn bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bà đánh giá như thế nào về việc triển khai học trực tiếp đối với khối 9 và khối 12 trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua ạ? Thì qua 2 tuần học thì chúng tôi thấy rằng là nhờ có cái sự chuẩn bị tốt đó và cái sự đồng lòng của phụ huynh cũng nắm rõ các cái phương thức tổ chức học trực tiếp, cái sự phối hợp của phụ huynh và nhà trường, thì khối 9 và khối 12 đã tổ chức học trực tiếp một cách ổn định và đúng như cái kế hoạch đã chuẩn bị. Cụ thể ở đây thì chúng tôi thấy rằng là ngay từ khi chúng ta lấy ý kiến của phụ huynh thì phụ huynh chỉ có 80-82% là đồng tình cho con đi học trực tiếp. Tuy nhiên qua cái sự tư vấn của các chuyên khoa về y tế thì phụ huynh đã hiểu rõ rằng con mình đã tiêm 2 mũi rồi thì cái việc thích ứng an toàn nó sẽ an toàn hơn, và đến khi mà chúng tôi tổ chức học trực tiếp thì cái tỷ lệ này đạt đến 94%. Thì khi tổ chức học trực tiếp thì chúng tôi thấy rằng là không có cái hiện tượng nào F0 mà xảy ra trong trường học, chỉ có là các em được phát hiện tại gia đình hoặc là các em có cái biểu hiện thì đã được nhà trường phát hiện và có những cái chuẩn bị các cái phòng cách ly một cách tạm thời, phối hợp ngay với y tế địa phương, và cái kế hoạch đó là không có làm lây lan trong trường học. Chính điều đó đã tạo lòng tin cho phụ huynh và học sinh. Vâng, như bà chia sẻ thì sau Tết sẽ triển khai việc học trực tiếp đối với các khối lớp khác. Bà có thể cho biết cụ thể hơn về cái kế hoạch này ạ? Bắt đầu từ ngày 7 tháng 2 là tuần đầu tiên sau Tết thì khối 9 và khối 12 cũng sẽ tiếp tục học trực tiếp như 2 tuần đầu. Ở đây nó có một cái điểm khác so với là 2 tuần học trước Tết. Đó là gì? Bởi vì sau cái thời kỳ nghỉ Tết dài thì cái sự tiếp xúc của học sinh, của phụ huynh, của gia đình nó nhiều hơn đối với lại các vùng miền. Do đó mà Ủy ban nhân tỉnh sẽ yêu cầu là sẽ tổ chức kiểm tra nhanh, test nhanh cho học sinh và đội ngũ, tất cả đội ngũ giáo viên, công nhân viên chức ở trong trường học trước khi đón học sinh trở lại của cái kỳ nghỉ Tết. Thì chúng tôi dự kiến là tổ chức test đội ngũ giáo viên, nhân viên người lao động của trường cũng như là học sinh lớp 9 và lớp 12 vào ngày 6 tháng 1 để mình sàng lọc, và những em nào mà có dương tính với COVID-19 thì các em tiếp tục ở nhà cách ly để học online, còn các em còn lại thì sẽ vẫn đến trường. Tiếp theo là đến tuần thứ 2 là tuần ngày 14 tháng 2 là chúng tôi sẽ tiến hành cho học sinh các khối còn lại để đi học. Trong đó các em mà đã tiêm đủ 2 mũi là khối 7, khối 8 ở trung học cơ sở và khối 10, 11 ở trung học phổ thông là sẽ đi đến trường học trực tiếp. Và để đảm bảo cho cái việc giãn cách thì chúng tôi sẽ cho học một buổi sáng 2 khối, buổi chiều 2 khối để làm giảm cái quy mô ở trong trường học. Đó là cái thứ nhất. Và các em này cũng sẽ được kiểm tra test nhanh của một cái ngày trước khi đến trường, đó là ngày 13, là các địa phương sẽ tổ chức để test nhanh kiểm tra tất cả lực lượng giáo viên, nhân viên và học sinh đến trường. Tiếp theo nữa, đến cái đối tượng mà các em chưa được tiêm, cụ thể là khối 6 và học sinh tiểu học mầm non. Thì trong ngày 14 tháng 2 này, chúng tôi cũng từng bước đưa các cái học sinh này đến trường. Cụ thể là khối 6 thì cũng sẽ kiểm tra, xét nghiệm trước khi đến trường. Cấp tiểu học thì sẽ cho 2 khối, 1, 2. Còn mầm non là mầm non 5 tuổi. Như vậy để chuẩn bị cho cái việc đón học sinh ở cấp tiểu học và mầm non thì chưa có cái sự khởi động lại, thì cái tuần đầu tiên chúng tôi sẽ rà soát tất cả những cái phương án kịch bản của 2 cấp học này chuẩn bị đón học sinh đến trường như thế nào. Việc chuẩn bị đón học sinh ở 2 cấp học này khó khăn hơn so với lại khối trung học cơ sở và trung học phổ thông. Bởi vì 2 cái đối tượng này, thứ nhất là các con nhỏ và thứ hai là các con chưa có được tiêm vaccine. Do đó cái việc chuẩn bị của chúng tôi cần phải kỹ lưỡng hơn nữa. Vậy thưa bà, việc triển khai học trực tiếp
Đối với cái chương trình sau Tết thì có khác gì so với việc triển khai thí điểm thời gian trước Tết ạ thưa bà? Việc học trực tiếp về chuyên môn thì đối với khối 9 và khối 12 hai tuần vừa qua là chúng ta tập trung chủ yếu là cái việc rà soát lại cho học sinh về kiến thức học trực tuyến cũng như là kiến thức cốt lõi của học kỳ 1. Đặc biệt là quan tâm đến tâm lý của các em cũng như là quan tâm đến những em mà học sinh yếu kém để có thể hỗ trợ các em có một cái thích ứng với việc học trực tiếp. Thì sau Tết hai cái khối lớp này thì sẽ bắt tay vào chương trình học chính thức đã có sự rà soát một cái hai tuần đầu rồi. Còn các khối mà mới bắt đầu đi học trực tiếp trở lại thì chúng tôi cũng sẽ có một tuần đầu tiên để làm những công tác đó. Cái công tác đó là thực sự cần thiết. Chúng ta không cần nhanh, không cần chạy theo cái chương trình mà cái khâu chuẩn bị về tâm lý, tâm thế để bước vào học trực tiếp là điều rất quan trọng. Cho nên chúng tôi vẫn đưa cái điều đó vào cái ưu tiên đầu tiên cho đến những cái khối mà học trực tiếp. Cụ thể là 7, 8, 6, 6, 7, 8 và 10, 11. Các con ở lứa tuổi lớp 1, lớp 2 và mầm non thì nó lại có những cái giải pháp về tâm lý khác nữa mà chúng ta sẽ có những cái chỉ đạo riêng cho từng cấp học để hỗ trợ cho hiệu trưởng, giáo viên những cái định hướng có thể cho các con đi học trực tiếp một cách tốt nhất. Thì trong tuần đầu là thích ứng với lại cái việc học trực tiếp, quan sát về tâm lý. Còn đối với học sinh mà đã học kiến thức như 1, 2 trở lên thì sẽ ôn lại những cái kiến thức cốt lõi và những cái kiến thức mà học trực tuyến các con đã học vừa qua để nắm được học sinh nào yếu kém để chúng ta có thể sàng lọc và hỗ trợ riêng thì cái hiệu quả nó mới cao được. Thì tuần đầu tiên chúng tôi sẽ tập trung vào vấn đề đó. Vâng, xin cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ạ.